Tu La Đảo mấy vị nữ la sát nhất là làm người khác chú ý. Các nàng đều không ngoại lệ đều là kim đan kỳ tu vi, với lại thấp nhất đều tại kim đan hậu kỳ. Các nàng là huyết tu la dưới trướng cận vệ, hết thảy 7 người, mặc dù là nữ tử, lại hung danh lan xa, trên thân sát khí so nam tu còn nồng hậu dày đặc rất nhiều. 7 người hàng lâm, cho đến như là tu la chàng đồng dạng, hải tộc liên miên ngã xuống. Diệp An bên này cũng không kém bao nhiêu, mặc dù chỉ có một người, nhưng là Thái Hạp kiếm trận sắc bén vô song, lập tức liền có thể vây khốn mấy vị hải tộc, như là cối xay thịt đồng dạng, sát phạt chi lực đồng dạng kinh người. Đồng thời, hắn còn thao túng mấy cái khôi lỗi, đề giai hải tộc cơ bản khó mà ngăn cản, nhưng khôi lỗi này độ cứng so với bọn hắn nhục thân còn mạnh hơn. Diệp An bày ra chiến lực, so tu la còn tu la, giết tới không có hải tộc dám tới gần. Một màn này tự nhiên đưa tới mấy vị nữ la sát chú ý, nhao nhao hướng hắn nhìn bên này đi qua. Đạo hữu, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta Tu La Đảo? Bên trong một cái nữ tử đối với Diệp An ném ra ngoài cành ông liêu. Không hứng thú, Diệp An cũng không quay đầu lại, một kiếm lại chém xuống một cái đầu lâu. Hắn sợ mình bị huyết tu la đâm thành cái sàng, dù sao tại tin rồng bên trong mới hồ đối phương một thanh. Thật không suy nghĩ một chút sao, ta cảm thấy đạo hữu rất thích hợp chúng ta Tu La Đảo. Nữ la sát không chịu hết hy vọng, ta người này yêu thích hòa bình, ghét nhất chém giết, một điểm đều không thích hợp các người Tu La Đảo. Nói xong, Diệp An kiếm trận một đóng, bên trong mấy cái hải tộc bị xoắn thành mảnh vỡ. Nữ la sát, một đầu đại tôm hùng xông ra mặt biển, to lớn cái kim hàn quang dày đặc, như một thanh thần kéo cắt tới. Diệp An tâm niệm vừa động, một vòng ngân quang gào thét mà ra. Đây là một cái kim cương trạc, toàn thân màu bạc, là một kiện đỉnh tiêm pháp bảo. Kim cương trạc bỗng nhiên biến lớn, đem chọn cái kim đều trói buộc lại. Thu, Diệp An tâm niệm vừa động, kim cương trạc bắt đầu thu nhỏ, tôm hùng phát ra hết thảm, cái kim bên trên xuất hiện vết rách. Bất đắc dĩ, nó thân thể cũng bắt đầu thu nhỏ, chỉ muốn thoát khỏi kim cương trạc trói buộc, nhưng là Diệp An không cho hắn cơ hội này, thần thức thao túng pháp bảo, đột nhiên dùng sức, răng rắc một tiếng, kim cương trạc trực tiếp đem cái kim xiết nát. Tôm hùm xoay người bỏ chạy, Diệp An thôi động kim cương trạc, lần nữa đánh ra ngoài. Bành, tôm hùm thân thể nổ nát vụn trên không trung, bị kim cương trạc đánh nát. Diệp An lúc này dương cung cài tên, một thanh phát sáng mũi tên nổ bắn ra mà ra. Xuy, nơi xa một đầu hải tộc bị bắn thủng đầu, nguyên thần đều tại đồng thời tiêu vong. Diệp An thể hiện ra chiến lực, chẳng những để một đám kim đan đều mắt trợn tròn, liền ngay cả trên bầu trời Nguyên Anh đại năng đều chú ý tới. Long Quân giận dữ hét, giết hắn cho ta. Tại hắn mệnh lệnh dưới, hải tộc bên trong cường giả hướng Diệp An chen chúc mà đến, hơn 10 vị cấp 3 hải tộc đồng thời động thủ. Tu La Đảo 7 vị nữ la sát tiến lên, các nàng sát lực kinh người, với lại lẫn nhau giữa phối hợp chặt chẽ, phát huy ra chiến lực rất mạnh, ngăn chờ 10 vị không nói chơi. Đi giúp hắn, Cung Vũ Phi mang theo giao nhân tộc cấp 3 cường giả chạy tới. Nhưng dù vậy, Diệp An đối mặt cấp 3 hải tộc còn có gần 10 vị, hắn không có chút gì do dự. Tại những hải tộc này giết tới thời điểm, mấy cái trúc cơ kỳ không lỗi trực tiếp bị dẫn nổ. Oanh, oanh, từng tiếng oanh minh, nương theo lấy chói mắt quang mang, khối lỗi bên trong linh thạch cũng đi theo nổ tung, sinh ra lực sát thương không thể khinh thường. Mấy cái hải tộc một cái sơ sẩy, trên thân liền được mảnh vỡ quẹt làm bị thương. Diệp An lực lượng thần thức đã hoàn toàn bạo phát, không chế mấy kiện binh khí, che trời như ý lăng bay ra, hóa thành một đạo giải lụa màu đen, đem 3 cái hải tộc nhốt ở bên trong. Sau đó, tay hắn bóc kiếm quyết, Thái Hạp kiếm lần nữa chia ra làm 9, kiếm trận thành hình, lần nữa khốn trụ 3 vị. Kim cương trạc đồng thời bay ra, trong nháy mắt biến lớn, như một đạo vòng thép, chặn lại 2 cái hải tộc. Lục nhãn phi ngư luyện chế thành khối lỗi cũng tại phát huy, cuốn lấy một cái khác hải tộc. Một màn này sợ ngây người tất cả mọi người. Một người liền ngăn cản như vậy nhiều hải tộc cường giả, như là thần tích. Đây rốt cuộc là cái dạng dòng gì lực lượng thần thức, thế mà có thể đồng thời điều khiển như vậy nhiều linh bảo pháp bảo cùng khôi lỗi, còn có pháp lực cũng dồi dào đáng sợ, đại chiến lâu như vậy, đều không có kiệt lực dấu hiệu. Suy, Diệp An mắt phải phát sáng, một đạo kim hồng sắc quang mang đột nhiên nổ bắn ra mà ra, một cái hải tộc vội vàng không kịp chuẩn bị, bị thần quang bắn trúng. Anh, hắn thân thể bị xuyên thủng, cùng lúc đó thần thức cũng gặp trọng kích, giống như là 1000 cây kim đâm tiến đến. Diệp An tế ra Thiên Hoàng Chính Khí Châu, hạt châu hóa thành một vệt ánh sáng bay qua, bành một tiếng, trực tiếp đánh nổ cái kia hải tộc đầu. Bị khôi lỗi của lấy hải tộc đẩy lui khôi lỗi, gầm thét hướng Diệp An giết tới đây. Diệp An trong mi tâm, mấy sợi lực lượng thần thức bạo dũng mà ra, đột phá đến Kim Đan đỉnh phong, hắn thần thức đã có thể so với Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, đối đầu cái khác Kim Đan, hoàn toàn đó là nghiền ép. Dù là con phân ra một bộ phận công kích, đều đủ để làm bị thương hẳn nhóm. Anh, hải tộc lần nữa phát ra tiếng kêu thảm, nguyên thần liền vô hình cành liễu quật mấy trăm lần, kịch liệt đau nhức vô cùng. Thiên Hoàng Chính Khí Châu bay ngược mà quay về, lần nữa đánh nổ hắn đầu. Cái khỏa hạt châu này ngưng tụ thổ nguyên tố chi lực, chân chính trọng lượng rất kinh người, giống như là một ngọn núi, bình thường nhục thân căn bản khó có thể chịu đựng. Diệp An điều khiển lâu cũng có chút cố hết sức. Đại chiến đến bây giờ, hắn pháp lực đã tiêu hao hơn phân nửa, thần thức cũng giống như thế. Đối mặt đông đảo hải tộc vây công, hắn rốt cục vận dụng một giọt nước miếng rồng. Nồng đậm linh lực tại thể nội tan ra, hắn pháp lực đang nhanh chóng khôi phục, nguyên thần cũng giống là ngâm trong suối nước nóng, một trận thư thái. Rất nhanh, hắn liền lần nữa đầy máu phục sinh, lại bắt đầu đại sát tứ phương. Tiểu đệ đệ, thật không cân nhắc gia nhập chúng ta Tu La Đảo sao? Một cái nữ la sát lại tới gần Diệp An, dáng người như liệu, thân thể thướt tha, ve lấy rất đậm trang, nhất là màu đỏ bờ môi, giống như là máu tươi đồng dạng diễm lệ. Không hứng thú, Diệp An trả lời một câu, với lại, ta không nhỏ. Nữ la sát xinh đẹp cười một tiếng, có đúng không? Cái kia muốn hay không tỷ tỷ kiểm tra một chút à? Ngươi muốn làm sao kiểm tra? Đương nhiên là lấy tay kiểm tra. Nữ la sát mị nhãn như tơ, nếu như đệ đệ ưa thích nói, tỷ tỷ cũng có thể dùng địa phương khác kiểm tra. Diệp An khóe miệng co giật, những này nữ tu đều như vậy cởi mở sao? Cách đó không xa Cùng Vũ Phi thần sắc lãnh đạm, phun ra ba chữ, không biết xấu hổ. Nữ la sát trên mặt lập tức hiện một vòng sát khí, đột nhiên lại yêu kiều cười đứng lên. Tiểu đệ đệ, ngươi cảm thấy nàng thế nào? Muốn hay không tỷ tỷ đem nàng nắm lên đến tặng cho ngươi, giao nhân tộc có thể đều là thượng giai tu luyện đỉnh lô a. Diệp An, Tu La Đảo làm sao đều là chút loại này người? Huyết Tu La trước đó cũng như vậy đã nói với hắn. Theo thời gian trôi qua, hải tộc chết đi cấp 3 cường giả càng ngày càng nhiều, trên mặt biển khắp nơi đều là thi thể, biến thành chân chính núi thây biển máu. Bầu trời chiến đấu không có lấy được ưu thế, mặt đất chiến đấu cũng giống như thế, với lại tổn thương càng nhiều. Tại loại này tình thế dưới, Long Quân cứ va xét có mọi loại không cam tâm, cũng không thể không làm ra rút lui quyết định. Rút lui, Long Quân biệt khuất vô cùng, kế hoạch, mưu lực vĩ đại sự nghiệp to lớn mới vừa triển khai, liên tiếp bị ngăn trở. Hắn dẫn theo Long Cung chư vị cường giả, thoát ly chiến trường, lui vào biển cả chỗ sâu. Biển bên trong cái khác hải tộc cũng dần dần thối lui, chỉ để lại một mảnh màu máu hải dương, kể rõ chiến đấu thảm thiết. Tất cả mọi người đều tâm tình nặng nề, mặc dù thành công chặn lại Long Cung công kích, nhưng là nỗ lực đại giới cũng là to lớn. Huyết Tu La và một đám Nguyên Anh trở lại Minh Hoàng Đảo, bắt đầu dưỡng thương. Diệp An không có gấp trở về, một giọt nước miếng rồng liền để mình khôi phục lại, lúc này đang tại vui sướng nhặt thi. Hắn vớt đi mười mấy đầu cấp 3 hải tộc thi thể, dự định quay đầu đều luyện chế thành khô lỗi. Không sai biệt lắm, những thi thể này hẳn là đủ ta tiêu xài thử nghiệm. Tăng thêm tại Long Môn thế giới ở bên trong lấy được, hết thảy có 20 mấy cô cấp 3 hải tộc nhục thân. Thu hoạch tràn đầy, Diệp An rời đi hải vực, trở về Minh Hoàng Đảo. Nhưng là đột nhiên, một loại cực hạn nguy hiểm ở trong lòng xuất hiện, hắn ra đầu tê dại một hồi, toàn thân đều xù lông. Một cái to lớn móng vuốt từ biển bên trong nhô ra, một thanh liền đem hắn siết ở trong lòng bàn tay, hắn căn bản không kịp đào tẩu. Một cái lạnh lẽo âm thanh tại lộ tai hắn vang lên. Giết không được Nguyên Anh, bản quân còn không giết được ngươi sao? Long Cung Long Quân, hắn cũng không hề rời đi rất xa, lại trở về. Diệp An giết chết nhiều như vậy cấp 3 hải tộc, đã bị hắn để mắt tới. Bắt lấy Diệp An về sau, hắn không hề dừng lại một chút nào, trực tiếp chọn rời đi. Ngay tại hắn sau khi rời đi không bao lâu, mấy bóng người liên tiếp xuất hiện ở đây. Huyết Tu La nhìn về phía nơi xa, dưới mặt nạ truyền ra trầm thấp âm thanh. Diệp Gia Thiên bị bắt đi, là Long Quân khí tức. Vân Bích Tiêu vẻ mặt nghiêm túc. Vân Tử Lan nghiến chặt hàm răng, vô sỉ, đường Long Quân thế mà đối với tiểu bối xuất thủ. Thanh Tuyền nháy mắt, Diệp Gia Thiên, không phải Diệp An sao? Truy, Huyết Tu La không có nhiều lời, hóa thành một đạo huyết quang đuổi theo. Long Cung Long Quân nắm lấy Diệp An, tại trong hải dương một đường phi nhanh như điện chớp. Không bao lâu thời gian, một tòa rộng lớn trắng lệ Long Cung liền xuất hiện ở phía trước. Trước đó cái kia đạo nguy nga Long Môn đã thành Long Cung đại môn. Long Quân biến thành hình người, cường đại pháp lực đem Diệp An gắt gao giam cầm, hắn dựng thẳng con ngươi một mảnh lạnh lẽo. Tiểu tử, có thể chết ở bản quân trong tay, đây là người phúc khí, nhưng là ngươi yên tâm, bản quân sẽ không cứ như vậy tùy tiện giết ngươi. Hắn câu lên khóe miệng lãnh khốc mà tàn nhẫn. Diệp An tại vừa rồi chiến đấu trung đại giết tứ phương, chém giết Long Ngạc liền có mấy đầu, thành công đưa tới hắn chú ý. Bang, hắn đem Diệp An nhét vào Long Cung đại điện bên trong, sau đó đi đến Long Tọa, chậm rãi ngồi xuống. Diệp An dãy dụa lấy đứng lên đến, trên thân xương cốt đều bị bóp nát tận mấy cái. Nghĩ không ra đường Long Quân, thế mà lại đối với ta một con kiến hôi một dạng nhân tộc xuất thủ. Hắn thở phì phò nói ra. Long Quân ngồi tại Long Tọa bên trên nhìn xuống hắn. Ngươi cũng không tính là sâu kiến, tại Kim Đan đỉnh phong liền có dạng này chiến lực, tại yêu tộc bên trong cũng coi là đỉnh tiêm. Diệp An gạt ra một cái khó coi nụ cười. Đây coi như là đối với ta khích lệ sao? Long Quân nhếch miệng lên. Không tệ, ngươi nếu là yêu tộc, bản quân nhất định sẽ rất thưởng thức ngươi. Đáng tiếc, ta là nhân tộc. Diệp An thở dài một hơi, Long Quân một cái tay chống đỡ gương mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn ánh mắt trêu tức. Để bản quân ngẫm lại, làm như thế nào tra tấn ngươi? Diệp An xóa đi khóe miệng vết máu, hỏi, Long Quân có thể làm cho ta trước hồi phục một chút thương thế sao? Xương cốt đều gãy mất. Long Quân lộ ra nụ cười, có thể. Hắn nhìn Diệp An, tựa như là nhìn một cái tại vùng vẫy dãy chết con mồi. Diệp An lấy ra một hạt đan dược, nuốt vào trong miệng, cảm thụ được như sơn băng hải tiếu một dạng dược lực, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên. Long Quân phải chăng nghe qua một câu? Lời gì? Long Quân có chút hăng hái nhìn hắn. Phản phái chết bởi nói nhiều. Diệp An nhếch miệng lên một vòng điên cuồng đường cong. Câu nói này vừa ra, hắn khí tức như hồng thủy bắt đầu bạo dũng. Hải vực cuồn cuộn, thiên địa biến sắc, mây đen cuồn cuộn, lôi đình nổ vang. Đen kịt nặng nề tầng mây, giống như là trùng trùng điệp điệp màu đen sơn nhạc, bao phủ tại hải vực trên không. Lôi quang chợt hiện, điện mang hừng hực, tản ra tựa là hủy diệt khí tức, đem phương viên trăm dặm đều bao phủ. Lôi kiếp, kết anh sáu chìm giữa bầu trời kiếp. Oanh, mấy chục đạo thô to thiểm điện rơi xuống, trung tâm bày biện ra lóa mắt màu trắng, phá vỡ hải vực, trực tiếp nện vào trong Long cung. Người điên rồi! Long quân bỗng nhiên biến sắc, không còn có mới vừa bình tĩnh. Một người độ kiếp, những người khác là không thể tham dự. Nếu là tham dự trong đó, lôi kiếp uy lực sẽ gấp bội tăng vọt, hạ xuống càng kinh khủng lôi kiếp. Diệp An khí tức phô thiên cái địa, đem trọn cái Long cung đều bao phủ. Thiểm điện rơi xuống, che mất hắn thân thể, toàn thân hắn tắm rửa ở trong ánh chớp, thần sắc điên cuồng. Long quân đã hóa thành một đạo màu vàng quang mang thoát đi, căn bản vốn không dám ở chỗ này dừng lại. Oanh! Nhưng là thiểm điện tốc độ càng nhanh, phá vỡ hải vực, trực tiếp đánh vào hắn trên thân. Long quân kêu lên một tiếng đau đớn, tại vừa rồi chiến đấu bên trong bản thân liền bị thương, nguyên khí đều còn không có khôi phục, hiện tại lại bị thiểm điện bổ trúng, hắn da thịt cũng nứt ra. Tại đồng thời, trong Long cung những cường giả khác cũng bị thiểm điện khóa chặt, đồng thời bị lôi kiếp bổ trúng. Rông đến đáng chết, vì sao lại có lôi kiếp? Đi mau! Mẹ, cái nào thất đức vào lúc này đổ kiếp? Cẩu vật, đừng để ta biết là ai! Lần lượt từng bóng người chật vật từ trong Long cung bay ra, cuống quýt chạy trốn. Cách đó không xa trên mặt biển, huyết tu la mấy người thân ảnh nhanh chóng tới gần. Nhìn thấy cái kia bao phủ toàn bộ hải vực lôi vân thì bọn hắn cũng một trận kinh ngạc. Lôi kiếp, trong Long cung hẳn là có người tại độ kiếp. Đây lôi vân phạm vi không phải là 99 đại thiên kiếp, Long cung có người muốn đột phá cấp 4. Tin tức này làm cho tất cả mọi người đều sắc mặt nặng nề. Nếu như Long cung vào lúc này lại thêm một vị nguyên anh, đối bọn hắn đến nói đó là bết bát nhất tin tức. Không giống như là 99 đại thiên kiếp. Huyết tu la ngưng thần nhìn lại, nhìn thấy mấy bóng người phá hải mà ra, tại kho bận bịu chạy trốn. Động thủ, bọn hắn không có chút gì do dự, trực tiếp hướng mấy người vọt tới. Long quân đám người phát giác được bọn hắn khí tức về sau, sắc mặt đồng dạng thay đổi. Lại là bọn hắn, đáng chết, ta tổn thương còn không có khôi phục. Long quân, hiện tại như thế nào cho phải? Đám điên này, ngăn chặn bọn hắn. Huyết tu la đối với những khác người truyền âm, bảy người phân tán ra đến, hình thành một vòng tròn lớn, đem Long cung các cường giả vây ở bên trong. Đừng để bọn hắn đi ra, buộc bọn họ tới gần lôi vân. Bọn hắn trạng thái so Long cung các cường giả muốn tốt một chút, bởi vì chặn lại hải tộc tiến công, Thanh Tuyền đem Bách Bảo Lâu chân quý đan dược đem ra, trợ giúp bọn hắn khôi phục không ít nguyên khí. Vân Bích Tiêu cùng Vân Tử Lan lần nữa thi triển đại trận, vô số cây trúc sinh trưởng, xanh tươi tốt, rậm rạp tràn đầy, đem một đám cường giả vây ở bên trong. Long cung mấy vị đồng loạt ra tay, pháp lực giống như là biển gầm, đem xung quanh cây trúc toàn bộ quét sạch. Thanh Tuyền thi triển ra xong đầu bốn tay pháp tướng, thất thải liên đài bay ra, lần nữa tạo thành một phương đại trận. Huyết tu la mấy người cũng đi theo xuất thủ, toàn lực bạo phát, đem Long cung các cường giả lại đánh trở về. Đỉnh đầu lôi vân bùng lên, điện quang sáng chói, lại có mấy mười đạo thô to điện mang rơi xuống. Anh, mau tránh ra, nhanh lao ra! Long cung cường giả biến sắc, nhao nhao hướng ra phía ngoài phá vây, nhưng là huyết tu la đám người đánh chính là cái này chủ ý, không có khả năng để bọn hắn lao ra. Giống! Long quân hiển hóa ra bản thể, một đầu dài ngàn mét to lớn long ngạc xuất hiện, đỉnh đầu sừng rồng phát sáng, nổ bắn ra một đạo lại một đạo sáng chói quang mang. Hắn chọn chuẩn Ninh Thu Nguyệt phương hướng, trực tiếp lao đến. Long cung những cường giả khác cũng theo sát phía sau, dự định từ nơi này yếu kém địa phương phá vây ra ngoài, hướng lui về phía sau. Diệp An âm thanh bỗng nhiên tại Ninh Thu Nguyệt trong tai vang lên. Ninh Thu Nguyệt hơi kinh ngạc, sau đó nhanh chóng lui về phía sau. Lôi điện bạo động, điện quang cuồng vũ, Diệp An đỉnh lấy lôi quang nặng đáy biển vọt ra, nhanh chóng tiếp cận Long cung các cường giả. Đừng tới đây, cút ngay, mau rời đi nơi này. Đường cấp 4 yêu thú bị dọa đến đột nhiên biến sắc. Mấy chục đạo lôi quang lần nữa rơi xuống, ngay sau đó là từng tiếng kêu thảm. Rơi vào trên người bọn họ lôi kiếp, so Diệp An trên thân cường rất nhiều, là căn cứ sinh mệnh tu vi đến phán định. Bọn hắn tại hét thảm, trên thân bị đánh đến bốc lên khói xanh giá chóc thịt bong. Tại sao là tiểu tử này? Hắn vì cái gì tại trong Long cung? Ngươi không được qua đây à? Hắn là làm sao tiền đến? Nghe đồng bạn bên cạnh tiếng giống giận dữ, Long quân mặt biến thành màu gan heo. Nếu là hắn thừa nhận, đoán chừng bọn hắn sẽ tại chỗ thay đổi đầu màu đánh chết hắn. Thanh Tuyền tâm niệm vừa động, đem cửu diễm lô ném cho Diệp An. Diệp An lúc này cũng không chịu nổi, toàn thân cháy đen, chỉ có một đôi mắt sáng ngời có thần. Hắn tiếp nhận cửu diễm lô, cùng lao cùng một chỗ bắt đầu độ kiếp. Lôi quang bạo ngược, sấm sét vang dội, trên mặt biển gió nổi mây phun, kinh đảo vạn trượng, biển động từng trận. Diệp An đang đuổi lấy một đám nguyên anh chạy, hắn ở đâu, thiểm điện liền đến chỗ nào. Một đám nguyên anh vốn là bị thương, hiện tại càng là tổn thương càng thêm tổn thương. Bọn hắn muốn phá vây, muốn chạy trốn, nhưng là lại bị huyết tu la đám người đánh trở về. Chưa bao giờ như vậy biệt khuất qua. Long quân lúc này cơ hồ thổ huyết, tại thủy trạch thế giới tiêu dao mấy ngàn năm, sinh hoạt thoải mái. Ra nơi đó về sau, lại liên tiếp gặp xã hội đánh đập, thấy được nhân tâm hiểm ác. Chỉ là một cái kim đan kỳ, liền đem hắn dồn đến loại tình trạng này. Càng khó chịu hơn là, hắn còn không thể đối với Diệp An xuất thủ, càng đến gần Lôi Vân trung tâm, lôi kiếp liền càng mạnh, hắn toàn thịnh thời kỳ đều rụt rè, chớ nói chi là hiện tại. Diệp An đầu đội lên Cửu Diễm Lâu, cuối cùng là dễ chịu một chút. Lại là mấy chục đạo lôi quang đập xuống, mỗi một đạo đều thô to dọa người, giống như là một đạo quang trụ, nối liền trời đất. Anh, Long Cung cường giả lại bị đánh một lần sét đánh, da chóc thịt bong, toàn thân cháy đen, cương ngạnh nhục thân cũng đỡ không nổi. Long Quân đỉnh lấy kịch liệt đau nhức, lần nữa hướng về một phương hướng phát động phá vây, cùng ta cùng một chỗ hướng, xông ra nơi này. Mấy vị Nguyên Anh đi theo hắn sau lưng, một giây đồng hồ đều không muốn chờ lâu, điên cuồng hướng ra phía ngoài phá vây. Nhưng là Huyết Tu La bọn người ở tại vây kín mà đến, đó là không cho bọn hắn cơ hội, các gao ngăn trở, lại đem bọn hắn đánh trở về. Đừng chạy! Diệp An đỉnh lấy lôi quang lao đến, đỉnh đầu nặng nề lôi vân cũng theo hắn di động. Một đám Nguyên Anh cùng chấn kinh như con thỏ, xoay người chạy, liền ngay cả Huyết Tu La đám người đều vội vàng lui lại, không dám vào lôi vân phạm vi. Ngươi cho ta đứng tại cái kia, đừng tới đây! Tiểu tử thối, có bản lĩnh đừng có dùng sét đánh ta, nếu như không phải lôi kiếp, một bàn tay đập chết ngươi. Tiểu tạp chủng, ta nhất định nuốt sống ngươi. Một câu cuối cùng là Long Quân gầm thét kêu đi ra, con mẹ nó ngươi còn dám mắng ta. Diệp An hướng thẳng đến hắn vọt tới, một đám cấp 4 yêu thú biến sắc, chạy tứ tán, chỉ để lại Long Quân một người tại chỗ. Long Quân gào thét không ngừng, tức đến cơ hồ thổ huyết, lại cầm Diệp An không có cách nào, chỉ có thể chạy trốn. Lại nhất trọng lôi quang rơi xuống, chúng yêu lần nữa phát ra tiếng kêu thảm, tiếp nhận lôi quang sau Diệp An mạnh rất nhiều, bổ bọn hắn khổ không thể tả. Gia họa này quá xấu rồi. Vân Tử Lan nhịn không được cô thì thầm một tiếng, ít nhiều có chút đồng tình những này yêu thú. Huyết Tu La nhàn nhạt trả lời một câu, hắn hỏng đã không phải là lần một lần hai, lần đầu tiên gặp, đó là làm bộ thành ám ảnh giáo đệ tử, cuối cùng đánh lén ảnh Tu La, đen đầu đều nện phát nổ. Lần thứ hai gặp, Diệp An vung nồi đến trên đầu của hắn, để hắn làm đại oan trùng. Hiện tại đây là lần thứ ba, một cái kim đan đuổi theo một đám Nguyên Anh chạy, hắn thậm chí hoài nghi Diệp An là chủ động bị Long Quân bắt lấy. Long Quân tại lôi vân bên dưới chạy trốn từ phía, nhưng thủy chung đều bị lôi vân khóa chặt, chỉ cần không chạy ra lôi vân bao trùm phạm vi, hắn liền sẽ một mực bị sét đánh. Chịu đựng, chờ 9 đạo lôi đình thoáng qua một cái, đó là nhị trọng lôi kiếp, tại nhất nhị trọng giữa, lôi vân sẽ dành dụng lực lượng, đây là chúng ta cơ hội, đến lúc đó đồng loạt ra tay, lấy lôi đình thủ đoạn đánh giết tên tiểu tạp chủng kia, lôi vân tự nhiên là tiêu tán. Long Quân âm thanh ở những người khác trong tai vang lên, điều này cũng làm cho mấy người thấy được hy vọng. Lấy bọn hắn độ kiếp kinh nghiệm đến xem, tại mỗi một trọng lôi kiếp dựa, đều sẽ có một chút dừng lại thời gian, đây là lôi vân tại dành dụng lực lượng, cũng là cho người độ kiếp khôi phục cơ hội. Đạo thứ 9 lôi quang rơi xuống, Long Quân đám người lại bị đánh. Toàn thân bọn họ không có một chỗ là hoàn chỉnh, huyết nhục cháy đen, tóc bừng đấy, toàn thân đều bốc lửa hoa thiểm điện. Ngay tại lúc này, Long Quân gầm lên giận dữ, cùng những người khác cùng một chỗ, đối với Diệp An phát khởi lôi đình một kích. Nhưng Diệp An sớm đã dự liệu được một bước này, tại độ kim đan lôi kiếp thời điểm, thiếu chút nữa bị cốt tộc đánh lén thành công, cho nên một mực tại đề phòng bọn hắn. Sau lưng của hắn xuất hiện một đôi trong suốt cánh, cả người phóng lên tận trời, trực tiếp chui vào trong lôi vân. Đây đột nhiên cử động khiến người khác vô cùng bất ngờ, trợn mắt hốc mồm. Cái kia nặng nề lôi vân, đen như mực, có vô số điện quang ở trong đó chạy trốn, tản ra tựa là hủy diệt khí tức, mà Diệp An cứ như vậy đâm thẳng đầu vào. Anh! Quả nhiên, 2 giây về sau, lôi vân bên trong liền vang lên Diệp An tiếng kêu thảm thiết. Một trận lốp bốp âm thanh tại lôi vân bên trong vang lên, không rõ bao nhiêu đạo điện quang bạo phát, sáng chói quang mang để cho người ta mở mắt không ra. Anh à, Diệp An kêu thảm không ngừng, bị đánh đến mắt nổi đom đóm, tứ chi run rẩy. Niết bàn, hắn vận chuyển thần thông, lấy mạng sống ra đánh đổi, hóa thành nồng đậm tạo hóa sinh cơ chi lực tại thể nội tràn ngập, huyết dịch thiêu đốt. Trên thân thương thế nhanh chóng khép lại, cháy đen huyết nhục bong ra từng màng, mọc ra tân huyết nhục cùng da thịt, trắng sáng như tuyết, không có vết thương nào. Lại là trên 100 đạo lôi quang xuất hiện, hắn lần nữa phát ra tiếng kêu thảm, toàn thân run rẩy, cơ hồ muốn ngất đi. Thật mẹ nó, kích thích, hắn lần nữa dùng niết bàn thần thông khôi phục lại, lôi vân bên trong lôi đình trở nên càng thêm cuồng bạo, tàn mát ra uy năng mạnh hơn, ý vị này để nhị trọng lôi kiếp muốn bắt đầu. Cảm giác được thời gian không sai biệt lắm, Diệp An từ lôi vân bên trong bay ra, cơ hồ tại đồng thời, lôi vân bên trong mấy chục đạo thiểm điện lần nữa đánh xuống. Hắn như là lôi thần hàng thế, mang theo đầy trời lôi đình rơi xuống. Cái gì? Hắn không bị tổn thương? Cái này sao có thể? Hắn làm sao không có bị đánh chết? Long Quân đám người lần nữa hoảng, chạy tứ tán. Đừng chạy! Diệp An đuổi theo bọn hắn bay đi. Huyết Tu La mấy người cũng lại lần nữa ra tay, ngăn cản bọn hắn. Đại ca, ta sai rồi, ngươi thả qua ta đi, ta cũng không tiếp tục ra tay với các ngươi, ta muốn về nhà. Một vị cấp 4 yêu thú hỏng mất, bản thể hắn là một cái đại tôm hùm, toàn thân cháy đen, bị sét đánh đến tàn mát ra một cỗ mùi thịt, rất là mê người. Hắn rất hối hận, phi thường hối hận, Tại thủy trạch thế giới ngốc Hảo Hảo, tại sao phải đi ra? Một cái mỹ nhân không có mò được, đánh 2 lần chiếc con đều thụ thương, hiện tại lại bị người đuổi theo gặp sét đánh, hắn chỉ muốn trở lại thủy trạch thế giới an hưởng tuổi già. Lang Quân nổi giận, gầm thét lên. Phế vật! Tôm Hùm gầm thét. Con mẹ nó, ngươi không phải phế vật, ngươi đi đánh á, bị người đuổi theo chạy, cùng Tôn Tử đồng dạng, lên ngươi đạp mã, còn khi Lang Quân, ăn ta Tôm Hùm cướp đi thôi. Lang Quân kém chút bị nghẹn chết, khí phổi đau, liều đau, đau lòng, toàn thân đều đau. Diệp An lúc này hô to, muốn mạng sống qua đúng không? Nghĩ, phi thường muốn. Không chỉ là Tôm Hùm quái, cái khác cấp 4 yêu thú đầu cũng điểm giống gà con mổ thóc. Tốt, các ngươi liên thủ giết cái kia đại ngạp ngư, ta liền bỏ qua các ngươi. Diệp An mở miệng nói ra. Câu nói này vừa ra, tất cả cấp 4 yêu thú sắc mặt cũng thay đổi, huyết tu la mấy người ánh mắt cũng biến thành cổ quái vô cùng. Ninh Thu Nguyệt thắt giọng cô, hắn thật cùng Vũ Phi nói đồng dạng, quá xấu rồi. Thanh Tuyền, Diệp An thối lui đến nơi xa, để bọn hắn thoát ly lôi vân bao trùm. Các người dám phản bội ta? Nhìn xung quanh, nhìn chằm chằm đồng bạn, Lang Quân ánh mắt trở nên âm trầm vô cùng. Một con rồng tôm quái nhìn chằm chằm hắn, cắn răng nói ra. Hiện tại đây hết thảy đều là ngươi tạo thành, Hào Hào ở tại thủy trạch thế giới không tốt sao? Cho dù không phải thủy trạch thế giới, Long Cung cũng được, nhưng là ngươi lại hết lần này tới lần khác đi chiêu chọc Long Lý bọn hắn, còn muốn thống nhất nhân tộc, đây hết thảy đều là ngươi tự tìm, không có Long Hoàng mệnh, được Long Hoàng bệnh. Long Quân ánh mắt càng ngày càng âm trầm, có lành lạnh sát cơ đang cuộn trào. Hắn nhìn về phía cùng mình đồng tộc 3 vị Long Ngạc, các ngươi cũng muốn phản bội ta? Trong đó một vị nói ra, đại ca, hắn nói đúng. Bằng vào chúng ta thực lực, thành lập Long Cung tại vùng biển này không ai dám trêu chọc, có thể quá rất tự tại, đều là người dạ tâm bừng bừng, bốn phía gây thù hằn, mới tạo thành hiện tại cục diện. Diệp An ở phía xa một bên độ kiếp, một bên tốt lấy cả rảnh nhìn, chốc lát mấy người kia có cái gì dị động, hắn liền sẽ lần nữa tiến lên, thưởng bọn hắn lần một lôi đình tẩy lễ. Xem ra, các người là quyết định. Long Quân ánh mắt tại mỗi người trên thân đảo qua, băng lãnh trong con người không có chút nào tình cảm. 3 đầu Long Ngạc, 2 cái Tôm Hùm, còn có một đầu Long Xà, toàn đều nhìn chăm chăm hắn, trong đó y từ đã không cần nói cũng biết. Ha ha ha, Long Quân cười lạnh đứng lên, tiếng cười càng lúc càng lớn. Ha 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 ha, tốt, rất tốt, vậy liền động thủ đi. Động thủ, giống to một tiếng, đại chiến bạo phát, nhưng lại không phải nhằm vào Long Quân, mà là nhằm vào huyết tu la đám người. Diệp Ban ở phía xa độ kiếp, bọn hắn thoát ly lôi vân bao trùm, xung quanh chỉ có huyết tu la mấy người. Đây là bọn hắn tốt nhất cơ hội, mà càng đáng sợ là bọn hắn đồng thời tế ra một vật, đó là một cái màu xanh đen long chảo, lưu truyền lên băng lãnh kim loại sáng bóng, móng vuốt sắc bén, chấn động tâm hồn. Long Hoàng Long Chảo, rời đi Đại Hạ Hoàng Triều thời điểm, Long Quân đem chiếm làm của riêng, mang theo trở về, trước lúc này đều không sử dụng tới, một mực tài ẩn giấu. Cái kia long chảo bị thao túng, trở nên vô biên to lớn, chế khuất bầu trời, đối huyết tu la đám người liền chụp xuống tới. Diệp An sắc mặt biến đổi lớn, xuề 2 cánh, hóa thành một vệt ánh sáng hướng bên này bay tới, đỉnh đầu lôi vân cũng theo hắn di động. Huyết tu là con người lạnh lẽo, một mực tại phòng bị bọn hắn. Trong tay huyết màu phát sáng, vô cùng huyết quang nở rộ, trực tiếp đâm ra ngoài. Thanh Tuyền thôi động thất thải liên đài, bao lại xung quanh mấy người. Cái long chảo này quá kinh khủng, tại như thế đại chiến bên trong đều không có bị hao tổn, luận trình độ cứng cáp đã vượt qua thánh khí. Lúc này bị Long Quân 7 người liên hợp thôi động, bộc phát ra cái thế uy năng, xé mở thiên địa, một tay che trời. Long Quân đám người không yêu cầu xa vời giết chết mấy người, chỉ hy vọng xé mở một đường vết rách, sau đó thoát đi nơi đây. Khi huyết màu đâm vào long chảo bên trên, gần như trong nháy mắt, trường mâu liền cong, xuất hiện một cái kinh tâm động phách đường cong. Khủng bố cự lực để huyết tu la biến sắc, cánh tay trực tiếp nổ tung, máu thịt bè bét. Vân Bích Tiêu cùng Vân Tử Lan trong tay riêng phần mình bay ra một cái trúc trượng, trong nháy mắt sinh trưởng thành ngàn trượng độ cao, như 2 cây kình thiên trụ lớn. Nhưng là tại long chảo phía dưới, đây 2 cây to lớn cây trúc cũng tại sụp đổ, căn bản ngăn không được. Đây chính là siêu việt thành khí lực lượng, bị 7 vị nguyên anh cùng một chỗ thôi động, bộc phát ra uy lực là hủy diệt tính. Vùng hư không kia đã triệt để bị đánh không có, đen kịt một màu, không gian phong bạo tại tàn phá bừa bãi. Đi, mắt thấy suy tư một đường vết rách, Long Quân hét lớn một tiếng, mang theo những người khác liền muốn rời khỏi. Muốn đi, một đạo lạnh lùng âm thanh bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, từng đầu hình rồng thân ảnh xuất hiện, bọn hắn trên thân mọc đầy kim hồng sắc lân phiến, lộng lẫy, thân thể thon cao, thân rồng uốn lượn, là nghệ thuật cùng lực lượng kết hợp, có thể xưng hoàn mỹ sinh vật. Bọn hắn lấy thân thể chặn lại cái kia long chảo, đem mới vừa xé mở lỗ hổng lại chặn lại. Là các ngươi. Long Quân sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, cút về, giống to một tiếng, một cái khác đầu sinh lục giác long tộc xuất thủ, lục đạo quang mang nổ bắn ra mà ra, đánh vào long chảo phía trên. Long chảo không hư hào chút nào, nhưng là lực lượng kia lại chuyển tới Long Quân trên thân, gắng gượng đem hắn đẩy lui. Diệp An rốt cục bay tới, mang theo đầy trời lôi quang rơi xuống. Các ngươi đều phải chết. Âm âm, lôi đình tàn phá bừa bãi, mấy chục đạo lôi quang rơi xuống, thô to điện quang nối liền trời đất, hủy diệt tất cả. Long Quân đám người lần nữa bị lôi quang bao phủ, lần này sẽ không còn có bất kỳ ngoài ý muốn, Oanh, oanh, tầng tầng lớp lớp lôi đình rơi xuống, điện quang hừng hực, tia lôi dẫn đầy trời. Nương tựa theo yêu tộc cường ngạnh nhục thân, Long Quân đám người còn tại đau khổ trèo trống. Nhưng là, ai đều có thể nhìn ra, bọn hắn đã đến nổ mạnh hết đà. Khi đệ nhị trọng chín đạo lôi quang toàn bộ rơi xuống, Diệp An lại trốn vào lôi vân bên trong, dù là bị đánh đến kêu thảm không ngừng, cũng không có thò đầu ra. Long Quân đám người lần nữa thôi động long chảo, muốn xé mở một con đường sống. Nhưng là hiện tại bọn hắn đối mặt, không chỉ là giao nhân cùng nhân tộc bên này 7 vị Nguyên Anh, còn có thủy trạch thế giới bên trong Long Lý nhất tộc cùng Lục Giác Long. Bọn hắn căn bản vô pháp rời đi. Một cái tôm hùng quái cười thả một tiếng, đối với Long Lý nhất tộc nói ra, cho ta sau khi chết, xin đem ta thi thể chôn tại thủy trạch thế giới. Diệp An lần nữa mang theo đầy trời lôi đình rơi xuống. Nam mơ, người thi thể là ta. Đệ tam trọng lôi kiếp, lại so trước đó mạnh rất nhiều. Oanh, oanh. Theo lôi đình rơi xuống, một vị cấp 4 sơ kỳ tôm hùm trung quy là không kiên trì nổi, bị lôi quang đánh chết, thi thể rơi vào biển bên trong. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai. Những này có thể tại ngoại giới hô phong hoàn vũ đại năng, cứ như vậy biệt khuất chết tại lôi kiếp phía dưới. Trái lại Diệp An, dựa vào thần thông niết bàn, còn có vô cùng tuổi thọ, một lần lại một lần khôi phục lại, hiện tại y nguyên sinh long hoạt hổ. Bên ngoài quan chiến một đoàn người bên trong, Lục Giác Long gắt gao nhìn chằm chằm Diệp An. Hắn nhận ra Diệp An trên thân che chở như ý lăng, là hắn. Chính là cái này ra hỏa, trộm đi tán nước miếng rồng, một giọt đều không lưu lại. Hắn nghiến răng nghiến lợi, lúc này có loại gia nhập Long Quân bên này xúc động. Hắn đó là ban đầu giấu ở đầm nước chỗ sâu sinh vật, bởi vì Long Nhiệt tồn tại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp An trộm đi nước miếng rồng. Không nghĩ tới, đời này thế mà còn có nhìn thấy cái này kẻ cầm đầu cơ hội. Theo thời gian trôi qua, lôi đình bên dưới cũng chỉ thừa Diệp An cùng Long Quân hai người. Long Quân dựa vào trong tay long chảo, một mực chống đến hiện tại, nhưng giờ phút này hắn cũng đã hơi thở mong manh, nguyên thần chi hỏa đều nhanh dập tắt. Ta không cam lòng, ta không cam tâm. Hắn hướng phía Diệp An giận dữ hết. Diệp An tắm rửa ở trong ánh chớp, lạnh lùng nhìn hắn, trong con người một mảnh lạnh lẽo. Tại tàn phá bừa bãi lôi đình dưới, Long Quân âm thanh cuối cùng tiêu tán, hiện hóa ra khổng lồ bản thể, sau đó rơi xuống tại trong hải dương. Diệp An tắc tiếp tục độ mình lối kiếp, Thái Hạp kiếm, Cửu Diễm Lô, che trời như ý lăng, cùng Kim Cương Trạc, rơi xuống Thương Cung, Thiên Hoàng Chính Khí Châu, đều theo hắn cùng một chỗ độ kiếp, ở trong ánh chớp rửa sạch duyên hoa, trở nên càng thêm tình khiết linh động. Lục trọng lôi kiếp kết thúc, đen kịt như núi lôi vân chậm rãi tán đi, dư thiên địa linh khí mãnh liệt mà đến, hóa thành triều tịch, dầm dầm dũng động, tràn vào Diệp An thể nội. Diệp An vận chuyển Huyền Ngọc Chân Kinh, tham lam hấp thu cỗ này tinh thuần năng lượng. Cùng lúc đó, một cỗ tiên linh khí ở trong cơ thể hắn hiển hiện, mang theo huyền diệu cùng đảo vận, tại toàn thân hắn du tẩu, sau đó tiến vào đan điền, dung nhập kim đan bên trong. Vàng dược kim đan bỗng nhiên vỡ tan, một cái phấn nộn thịt tiểu nhân xuất hiện, mù quan cùng Diệp An không khác nhau chút nào, sinh động như thật. Toàn thân trong suốt sáng long lanh, tản ra nhàn nhạt thần quang, dáng vẻ trang nghiêm, thần sắc trang nghiêm. Nguyên Anh, nhìn thấy cái này tiểu nhân, Diệp An khóe miệng kìm lòng không được lộ ra một vòng mỉm cười. Tu đạo gần 110 trở, rốt cục đến Nguyên Anh kỳ. Cái tốc độ này nếu là nói ra, đoán chừng sẽ dọa sợ người trong thiên hạ. Đừng nói Nguyên Anh, 110 năm kết thành kim đan tu sĩ đều không mấy cái. Giữa thiên địa lại nhiều thêm một vị hưởng thọ 3000 năm Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Huyết Tu La sau lưng, một cái mang theo mặt nạ màu đen nam tử mở miệng, có chút cảm thán. Hắn là Tu La đảo Thiên Sát Tu La, bởi vì tại sinh tử lôi đài bên trên thu được 1000 trận thắng liên tiếp, cho nên gọi tên. Sau một lúc lâu, Diệp An mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy toàn thân pháp lực so trước đó hùng hậu không chỉ gấp 10 lần. Đây chính là Kim Đan cùng Nguyên Anh giữa chênh lệch, dù là lúc trước hắn đến Kim Đan đỉnh phong, nhưng là cũng không dám nhúng tay Nguyên Anh kỳ chiến đấu. Giờ khắc này đột phá, càng có thể cảm nhận được hai cái này cảnh giới giữa khác biệt lớn. Chúc mừng đạo hữu kết thành Nguyên Anh, tại đạo đang nhìn, phi thăng sắp đến. Một người mặc váy đỏ tơ vàng nữ tử đi tới, trần trụi hai chân, trắng như tuyết như ngọc, tiên cơ ngọc cốt, mũ quan tinh xảo, khuôn mặt như ve, mang theo một loại quý khí, đối với Diệp An nhẹ nhàng gật đầu. Nàng là Long Lý thực nhất tộc cường giả, đồng dạng có 4 cấp đỉnh phong tu vi. Ở sau lưng nàng, còn có mặt khác 4 vị tộc nhân, 2 nam 2 nữ. Nam tuấn giật trong sáng, phong thần như ngọc, nữ dáng vẻ thướt tha mềm mại, yểu điệu động lòng người, giống như là trung thiên địa linh tú mà sinh, tràn đầy linh khí, có một loại trời sinh lộng lẫy cùng đại khí. Đa tạ. Diệp An cũng đối với nàng ôm quyền. Một thân linh vận dục tú nữ tử mở miệng, không biết đạo hữu có thể hay không tạo thuận lợi để cho chúng ta mang đi mấy vị này tộc nhân thi thể, bọn hắn từ thủy trạch bên trong đàn sinh, cũng hy vọng bọn họ có thể chôn tại thủy trạch bên trong. Diệp An sắc mặt bình đạm, một ngụm từ chối, cái khác đều có thể đàm, cái này không được. Nữ tử tinh xảo không tì vết trên gương mặt không có tâm tình chập chờn. Bọn hắn đã chết, đối với đạo hữu không có uy hiếp. Diệp An nhìn nàng, từ tốn nói. Nếu như là ta chết đi, ngươi cảm thấy ta sẽ là kết cục gì? Nữ tử lập tức không nói. Dựa theo mấy vị kia yêu tộc tính cách, chỉ sợ sẽ nuốt sống Diệp An, ngay cả thi thể cũng không biết lưu lại. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Diệp An mặt không biểu tình mở miệng. Tha thứ bọn hắn là Phật tổ sự tình, ta có thể làm đó là đưa bọn hắn đi gặp Phật tổ. Thiên sát Tu La cười nhẹ, rất thích hợp đến chúng ta Tu La đảo. Nữ tử nhẹ nhàng thở dài, không biết ta có thể hay không dùng bảo vật trao đổi bọn hắn thi thể. Không cần, Diệp An lần nữa cự tuyệt. Huyết Tu La đám người nhìn, không có chen vào nói. Nhưng là từ bọn hắn đứng thẳng góc độ đến xem, rõ ràng là đứng tại Diệp An bên này. Nữ tử làm ra nhượng bộ, mấy cái đeo đi hai vị kia tôm hùm nhất tộc thi thể, như thế nào? Diệp An hít mắt lại, còn không đợi hắn nói chuyện, bên cạnh đi tới một cái nam tử, một mặt bất thiện nhìn chằm chằm hắn. Đó là người trộm tá nước miếng rồng. Diệp An trong lòng lập tức nhảy một cái, hắn một mặt mờ mịt. Nước miếng rồng? Cái gì nước miếng rồng? Có thể ăn sao? Lục Giác Long nhà răng đều muốn cắn nát. Con cung ta trang, trên người người đầu này đen lăng, ta cả một đời cũng sẽ không quên. Dựa vào, sốt, không nghĩ tới là nơi này bại lộ. Và xếp đã đến nước này, Diệp An cũng không trang, mặt dạn mày dày nói ra. Đó là ta tạo hóa, là ta bằng bản sự đạt được. Lục Giác Long khí đến liều đau, có tin ta hay không hiện tại liền giết người. Hắn có 4 cấp hậu kỳ tu vi, bởi vì từng ăn không ít nước miếng rồng, khoảng cách đỉnh phong đều không xa. Ngươi có thể thử một chút. Huyết Tu La âm trầm âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh. Lục Giác Long khóe miệng lập tức co lại, hắn biết mình nước miếng rồng 8 thành là bánh bao thịt đánh chó, cũng sẽ không quay lại nữa. Bình phục một cái tâm tình, hắn mở miệng nói, hai cái tôm hùm thi thể, nước miếng rồng sự tình coi như xong. Dù sao nước miếng rồng còn biết tiếp tục không ngừng sản xuất, đó là góp nhặt đứng lên sẽ rất chậm. Tốt ta, Diệp An cũng làm ra nhượng bộ, ít đi 2 cái, còn có 5 con đâu. Long Lý nhất tộc vị nữ tử kia liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp An, đạo hữu bảo trọng. Nói xong, nàng liền dẫn 2 cỗ thi thể rời đi, quay trở về thủy trạch thế giới. Cuối cùng kết thúc, Diệp An thở dài ra một hơi, chúc mừng ngươi đột phá Nguyên Anh. Vân Tử Lan đi tới, trên gương mặt chẳng biết tại sao liền xuất hiện một vòng đỏ ửng. Ngươi chừng nào thì đi Bích Trúc Đảo? Anh, Diệp An mờ mịt một cái, đi Bích Trúc Đảo làm gì? Vân Tử Lan mày ngài dựng thẳng lên, súng mãn bộ ngực chập trùng mấy lần, cuối cùng hung hăng dậm chân một cái, cặn bã nam, sau đó vung lấy mái tóc nổi giận đùng đùng đi. Diệp An, ta làm sao lại thành cặn bã nam, chẳng phải sờ soạng ngươi mấy lần sao? Với lại khi đó, vẫn là chính nàng bị Long Liệt ảnh hưởng sau dính sát. Phiên muộn cô thì thầm một tiếng, Diệp An lấy đi 2 cỗ thi thể, một bộ là Long Quân, cấp 4 đỉnh phong nhục thân, một bộ là Long Xà, cấp 4 trung kỳ nhục thân. Còn lại 3 bộ, tác bị những người khác chia cắt, Tu La đảo 1 bộ, Giao nhân tộc 1 bộ, Bích Trúc đảo 1 bộ. Ngay sau đó, đám người tiến nhập hải vực, đi tới trong Long Cung, nơi này cũng có không ít bảo bối, bị đám người vơ vét không còn gì. Ở chỗ này, mấy người cũng nhìn được lần trước bị thua Ngao Liệt. Hắn bởi vì thua ở Thanh Tuyền trên tay, bị Long Quân trách cứ hành sự bất lực, thậm chí để Kim Ngao nhất tộc di chuyển đến hải vực biên giới đi. Ngao Liệt thúc thúc, về sau hải tộc liền nhờ vào ngươi. Thanh Tuyền đối với Ngao Liệt nói như thế. Ngao Liệt kinh ngạc, còn ngươi, ngươi bây giờ mới là thích hợp nhất trở thành Long Quân người. Thanh Tuyền chỉ là cười nhạt một tiếng, trở thành Long Quân lại như thế nào? Ta phụ thân bị người rút khô huyết mạch, thi thể đều không lưu lại. Cái kia Long Ngạc cũng là như thế, ta chỉ muốn mang theo Giao nhân nhất tộc an cư một góc, qua bình thản sinh hoạt. Trước đó nghe nàng nói như thế, Ngao Liệt cho là nàng chỉ là muốn cho mình tranh thủ đến biến cường thời cơ, bây giờ mới biết, nguyên lai nàng thật không có xương hùng tâm tư. Ngao Liệt thúc thúc, gặp lại, công chúa đi thong thả. Ngao Liệt đối Thanh Tuyền bóng lưng, thật sâu thi lễ một cái. Quyền thế, lực lượng, Thanh Tuyền bây giờ đối với mấy cái này thấy rất nhẹ, nàng đã có 4 vạn năm tuổi thọ. Tại dạng này dài dằng dặc thời gian bên trong, nàng sẽ thấy rất nhiều vương triều thay đổi, toàn lực thay đổi, lại vĩ đại truyền thừa, cùng cuối cùng có suy sụp một ngày, chỉ có tự thân trường tồn mới là đại đạo. Một người, đó là một cái bất hủ truyền thừa.